lên sóng giới thiệu cho anh em mình mẫu xe Innova 2007 full G, chỉ có 158 triệu thôi. Lên full G luôn, lên mâm G là gặp mâm là hết nhiêu tiền ta ơi. 4 mâm 4 vỏ mới. Xe này tin tưởng anh em, cọc 2 triệu để xe, để bữa giờ 10 ngày trời không qua lấy luôn anh chị. Cọc 2 ngày qua lấy, đợi anh chị mình gia hạn cho đến 10 ngày rồi mà không qua lấy thôi, em quay em bán tiếp. Đây là một sự lựa chọn hợp lý cho anh em mình. 7 chỗ ngồi, 8 chỗ chứ nhầm. Innova 8 chỗ ngồi, lên full G, vô lăng G, mâm G, dàn nội thất cực đẹp, màn hình theo xe đầy đủ, túp lô túp lim mới tinh. Chỉ có 158 triệu, hai dàn lạnh luôn. Âm thanh ánh sáng nghe nhạc, máy lạnh đầy đủ. Đó, giá cực kỳ hợp lý, vô lăng túp lô túp ly khỏi phải chê. Giá này thấy là quá rẻ anh chị. Có 158 triệu à. Anh em mình có Innova G lên full G chứ nhầm. 4 mâm 4 vỏ mới, mâm G, vô lăng G, hai dàn lạnh. Đăng kiểm còn dài, sơn si đẹp, cặp đèn mới, sơn si mới luôn. 158 triệu, rẻ nhất miền Tây, giá quỷ diệt. Anh chị quan tâm mẫu này thì alo cho bé Thịnh mình 0866 678 971, 0843333371. Nơi giao lưu trao đổi mua bán với bà con, có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt nha. Thịnh Bến Tre có nhiều xe đang ngồi đợi anh em chốt xe. Anh em quan tâm mẫu nào thì nhấc máy alo em Thịnh mình. Anh em nào chưa đăng ký kênh bấm đăng ký để cập nhật nhiều video nha.